Một ngày làm việc của Hà đó bắt đầu với viên uống chống nắng nội sinh với chiết xuất 100% từ quả lựu đỏ. Thật sự viên uống này không chỉ giúp Hà bảo vệ cơ thể tốt dưới ánh nắng mặt trời mà còn làm cho một ngày của Hà có thêm nhiều năng lượng tích cực. Mỗi ngày hai viên chống nắng nội sinh chính là bí kíp hay nhất mà Hà có thể chia sẻ với mọi người ngay lúc này. Ngoài viên uống chống nắng, Hà còn tin tưởng dùng thêm viên uống sức khỏe tổng thể. Thật may mắn vì trong hành trình chinh phục đam mê, chinh phục ca hát có sự đồng hành của Murat. Và bản thân Hà cảm thấy mình không chỉ được chăm sóc về làn da mà đó cả là một sức khỏe tổng thể toàn diện từ trong ra ngoài. Viên uống tổng thể Hà sẽ uống sau bữa sáng cùng với nước hoa quả, nước trái cây để giúp cơ thể của Hà hấp thụ tối ưu nhất. Bật mí thêm là trong túi áo vest của Hà lúc nào đi diễn cũng có sẵn một gói viên uống sức khỏe tổng thể để đảm bảo rằng Hà có cơ thể dẻo dai và sức khỏe tốt nhất cho một ngày luyện tập và làm việc. Đừng ngại đầu tư cho sức khỏe và làn da từ ngày hôm nay.